Năm nay con đã 45 tuổi, mở ngoặt nhỏ hơn thầy 1 tuổi. Chi tiết vậy đó. Con thì rất cứng đầu và ngang bướng. Con rất ủng hộ Phật giáo từ bé, nhưng con nghe Pháp thì ai con nghe, nhưng hình như không ai làm cho con giác ngộ. Từ lúc con nghe thầy Thích Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm á, giảng bài Chân Không Tánh Không, và được nghe thầy thuyết giảng nữa, thì hình như con không tu nhưng đã giác ngộ ít nhiều. Ghê gớm ha. Một, vừa qua con đã làm xong thủ tục hiến tạng cho Viện Khoa học và cấy ghép mô tạng cứu người. Con thì việc hiến đó không suy nghĩ gì về việc sẽ ra sao khi đã hiến, nhưng con cái và bạn con thì rất hoang mang, vì cho rằng con đã cho tất cả những gì con có thì làm sao mà đi đầu thai được. Ít nhất cũng chừa mắt và não để thấy đường. Mà về tới chùa hay gia đình cho hết cả thì làm sao. Con chỉ muốn xin thầy giải thích trong buổi pháp thoại để họ hiểu, chứ con nói họ bảo con u mê. Con thì không hiểu, không nghĩ nhiều như họ. Con chỉ đơn giản là thứ mình không còn sử dụng thì cho người cần bỏ, cho người cần bỏ thì hoang phí của cha mẹ và trời đất cho mình, nên con cho tất cả. Hai, mọi người khi chết đi phải để người chết nằm yên, không được đụng vào xác chết, thì vì sẽ làm họ đau nhức và đau khổ. Nhưng nếu để như vậy thì quá trình lấy mô tạng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ghép mô tạng cho bệnh nhân cần y theo khoa học, thì không thể quá 6 giờ từ khi tắt thở. Con đã nói gia đình con mất đi thì không còn thì không ma chay dỗ quải gì cả, tắt thở là cho bác sĩ lấy mô tạng ngay để hiệu quả cao cho người được nhận. Xin thầy nói ra để mọi người hiểu và không hoang mang. Thì cái câu hỏi là thứ nhất là khi mà mình cho mình cái nội tạng thì người có người thì nói cho thì cứ cho, nhưng mà nhớ giữ mắt để thấy đường, đi về chùa ăn uống nghe kinh, có cái bộ não thì để nhận định, vân vân. Thì xin thưa là cái câu hỏi này hình như là mình cũng gặp rất nhiều trong những cái lần đi pháp thoại, nhưng mà ở đây các vị gửi đến thì Pháp Hòa cũng tùy thuận nói thêm một lần. Thì mỗi một lần nói thì có những vị chưa bao giờ có nghe được những cái bài trước, thì thật ra quý vị đừng có lo cái chuyện gọi là mình cho cái nội tạng. Như hôm bữa tuần rồi đó mình có học đó, hay là tuần hôm qua cũng vậy, thấy không? Khi mình cho tất cả những gì mình có được, đó là cái phước của mình, vì mình đã sử dụng cái thân tứ đại giả hợp này trong khoảng một thời gian dài. Và đặc biệt là trước khi mình trở về cát bụi, mình còn lưu lại được một cái gì đó cho người khác sử dụng, thì điều đó quả thật là cái phước. Và đúng nghĩa là chúng ta đã tận dụng cái thể xác này một cách đúng đắn, không có lãng phí. Còn cái việc mà thấy đường hay không thấy đường, lúc đó không phải mình thấy bằng con mắt nữa, mà mình thấy bằng tâm thức. Pháp Hòa ví dụ như có những người họ mù, nhưng ai bước vô họ đều biết người đó là ai. Thậm chí cái hơi thở người đó đang tức giận họ vẫn hiểu được. Vậy thì họ đâu cần thấy đâu. Họ mù mà tại sao họ vẫn thấy? Vậy thì họ thấy bằng cái gì? Họ thấy bằng cái tâm của họ, bằng cái kinh nghiệm của họ. Đúng không? Rồi thậm chí mình nè, nhiều khi mình còn thấy đường sờ sờ đấy nè, mà có những cái trước mắt mình không thấy. Đây, hôm nào bữa nào quý vị nhờ ai vô kiếm gì trong tủ lạnh coi, mình nói nó nằm ngay cửa tủ lạnh mà cái người đó không hề thấy. Đó, thành thử ra đâu phải là có cái đó trước mặt mới là thấy. Có nhiều người để trước mặt người ta vẫn không thấy như thường. Cho nên quý vị nhớ cái thấy này là chỉ là cái thấy thể chất của một con mắt thôi, chứ còn cái những cái thấy Mà khi chúng ta ra vượt ngoài cái đó rồi thì chúng ta không còn dùng cái đó nữa. Ngay cả cái hiểu, thí dụ như có nhiều khi mình là người Tàu mà tụng kinh Việt họ nghe không? Người Tây tụng kinh Việt họ hiểu không? Hiểu hết. Tại vì sao? Lúc đó mình lấy cái vận dụng cái tâm mà nó thể hiện qua cái lời nói của mình là người Việt hay người Hoa hay người gì thôi, nhưng mà thật sự người đó đã tiếp nhận ngay cái nguồn tâm của mình rồi. Nguồn tâm của mình đã xuất ra là họ đã tiếp nhận rồi, thì họ tiếp xúc bằng tâm thức mà. Cho nên có những cái cảnh giới nó gọi là gì? Thí dụ như cõi của mình là cõi dục nè, rồi có cõi là sắc nè, rồi có cõi là gì? Vô sắc. Cõi vô sắc mà cõi đó họ giao tiếp với nhau bằng gì? Bằng tư tưởng, bằng tâm thức đó. Thật ra có thí dụ như bây giờ các thầy làm việc chung với nhau lâu ngày quen rồi, nhiều khi mình chỉ cần nhìn người đó một cái thôi là người đó hiểu mình muốn nói gì rồi, đâu cần phải lên tiếng nữa đâu. Vậy thì hai bên nói chuyện nhau bằng gì? Nói bằng tâm thức. Thấy không? Thành thử ra quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Mà cái xác này cho dù quý vị để yên đó, có dù để yên đó không đụng đậy gì hết, mà người đó mê thì vẫn mê. Và bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, khi mình còn sống á, mình thích một cái người nào đó, mình làm một cái việc gì đó mà bao nhiêu người thấy cái người đó xấu, nói trời ơi trời, tôi không biết gì đó mà tôi gặp nó một cái tôi biết nó là cái người xấu rồi, mà sao người kia mê quá. Đâu như vậy thì mê là mê cái gì? Mê cái đầu chứ đâu phải mê con mắt. Con mắt nó vẫn thấy, nhưng mà cái tâm nó không thấy được người kia xấu tốt, mà người khác người ta thấy. Vậy thì hàng ngày mình nói trời ơi sao cái người kia nó vậy mà họ không thấy. Thấy chứ, thấy cái thể thôi, thấy cái tướng thôi, mà chưa thấy được cái bên trong. Mình hiểu được người kia là không phải do con mắt, mà do cái tâm thức của mình, phải không nè? Và thành thử ra quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mình trước khi chết mình đã làm một cái việc gì, cuối đời mình đó là một cái phước, quả là một cái duyên lành, ngàn người mới có một. Chỉ sợ là mình ký cho tùm lum mà tới lúc đó không có gì xài được hết, nó thư hết trơn rồi, chẳng xài được. Cho nên đừng có lo. Cái thứ hai á, khi vị Phật tử này nói rằng á, khi mình chết rồi mình không cần phải dỗ quải gì hết, thì rồi kế đến là nói cái vấn đề 6 tiếng 8 tiếng gì đó. Nếu mình có cái cơ hội mình làm cái chuyện để 6 tiếng 8 tiếng gì đó không sao, cái đó tùy mình trong lúc đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là có một cái trường hợp, ví dụ như trong cái mùa lần đại dịch Covid này nè, có những người vừa mất xong, bác sĩ không hề cho mình để một tiếng nào hết. Bác sĩ bước vô đưa cái ống nghe vô những cái chỗ mà nghe mạch để mà xác định người này chết rồi, là tuyên bố he's gone, rồi là lập tức đem đồ tới zip lại để đưa xuống phòng lạnh liền. Vì sao? Vì để như vậy cái sự độc nó sẽ lan lây. Thậm chí còn không cho người thân tới nhìn. Có nhiều, trong cái mùa dịch này có nhiều người chết không có người thân bên cạnh, và thậm chí cái ngày mà đi thiêu người thân cũng không biết ở đâu, tự động nhà hoàng pick up rồi nhà hoàng đi thiêu, mình có thể lên nhận hũ cốt thôi. Thì trường hợp này làm sao? Trường hợp đó rồi mình giải quyết làm sao? Cho nên cái việc mà để mấy tiếng đó, đó là mình tùy duyên, nếu chúng ta đủ cái phước, cái duyên. Còn nếu chúng ta không được nữa thì mình phải tùy thuận, phải không? Thì mình cố gắng mình tạo duyên rồi, nhưng mà không được nữa thì mình phải tùy duyên. Đó là một việc. Việc thứ hai, cho dù để 6 tiếng hay 8 tiếng, đó cũng chỉ là một phần trợ duyên cho cái vấn đề chúng ta đi đâu, tái sinh về cõi nào, chứ nó không phải là cái vấn đề quyết định toàn bộ. Để 8 tiếng cái đường vãng sanh, không để đủ 8 tiếng là đọa lạc. Cái đó chỉ là một phần trợ duyên. Trợ duyên bằng cách nào? Nếu chúng ta không đụng vào thì có thể chúng ta không làm cho người đó đau, thì không làm cơ thể người đó đau thì sẽ giảm bớt cho họ một phần nào ở cái mặt khó chịu, phiền não, chứ không phải là mình để vậy có họ được vãng sanh. Sự trợ duyên thôi mà. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình ăn cơm, ăn đồ rồi, thì cũng ok. Nhưng mà nếu mà ai mình cho thêm mình ly nước trà nữa hay là thêm miếng bánh nữa thì tự nhiên cái bữa ăn này nó trọn. Có những cái người ta cho mình thêm đó là sự trợ duyên. Cái hoặc là mình nói tôi nấu món chính, ai có món gì phụ thêm, chứ ăn món này không đủ no. Mình làm thêm món gì đó để phụ, nhưng mà người ta vẫn có cái món chính người ta ăn. Thì ở đây cũng thế, cái chính là chúng ta tự tạo nghiệp cho mình, chứ không phải cái vấn đề là ai làm cái gì mình. Đó là một việc. Cái thứ hai, mình có quyền quan niệm khỏi cúng quải gì hết, đó là cái chuyện của mình. Nhưng mình phải suy nghĩ mình là khỏe rồi, mình đi thì cái chuyện mình đã buông bỏ thì sao cũng được hết. Nhưng mà người ở lại, người ta muốn cúng kiến mình mỗi năm một cái giỗ gì đó, nếu mình thấy điều đó không có gì trở ngại, mình nên tùy thuận để chi. Vấn đề là người ta giữ cái sự tưởng nhớ mà nuôi dưỡng cho cái thế hệ sau, chứ không phải là cái vấn đề của mình. Nhiều khi mình tùy thuận là để làm gì? Để cho con cháu có được một cái điểm tựa. Có những bác Phật tử nói khi mất rồi thì muốn thiêu. Thì có những người con mới nói thôi tụi con muốn ba chôn hay má chôn, để tụi con còn có cái chỗ để đi thăm, cho con cháu nó có cái mồ nó đi thăm. Rồi cũng một quan niệm. Rồi có nhiều người nói thiêu xong rồi rải, rải tro, rải xong cái vị với con cháu mới năn nỉ nó thôi bây giờ tụi con ba má nuôi lớn tụi con, khi mất rồi tụi con đem thiêu tụi con không còn gì nữa, chỉ còn có một hũ cốt à. Thôi cha mẹ cho tụi con giữ lại để kỷ niệm, đến khi nào mà mấy đứa cháu đời sau mà nó không lo nữa rồi tính, chứ bây giờ chưa gì hết, ba má giải quyết nhanh gọn quá thì tụi con không có cái chỗ để tụi con làm điểm tựa cũng được. Rồi có nhiều người nói thôi bây giờ á, tôi gửi cái hình vô chùa, gửi cái hũ cốt vô chùa để làm gì? Để con cái tôi nó biết tôi trển á, ít nhất năm nó còn kéo về nó thăm tôi một lần. Mà cái chuyện thăm tôi là cái cớ để làm chi? Để con cái tôi nó còn được về chùa. Mới tức thì đây, chừng tiếng trước đây là Pháp Hòa mới có cái đám tang nữa, mới vô này đó. Thì trong gia đình mới có đứa cháu nội, nó nói trời ơi, bạn cháu nội này được lắm, nó giúp đỡ gia đình rất là nhiều. Pháp Hòa mới nói phải rồi, trong bao nhiêu năm nay gia đình tới lui chuyện gì cũng thấy cháu nội này đi theo. Pháp Hòa mới nói đó là một cái mừng. Trong gia đình mình hết đời cha mẹ tới đời mình, bây giờ tới đời con mình mà còn được một đứa hai đứa mà nó còn biết chùa chiền, nó biết ông bà, nó đi theo cha mẹ làm những cái thủ tục lễ nghi gì đó, thì cái đó là một cái điều phước của gia đình. Chỉ sợ là mới có tới đời mình, tới đời cháu mình, đời con mình là mất tiêu trơn, không đứa nào nó còn quan tâm gì nữa hết, thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng, thật ra giống như các vị tôn túc, đối với các ngài chuyện đến đi không quan trọng. Các ngài làm Phật sự biết bao nhiêu lớn lao mà, các ngài còn không bận lòng thì đâu có bận lòng gì một cái chuyện mình làm cái gì. Nhưng mà nhiều khi các ngài cũng để mình làm chi? Để cho mình có công việc, cũng như là mình có được một cái sự hướng tâm, có cái cội nguồn. Giống như hàng tổ, các vị tổ mất hàng trăm năm rồi, mà năm nào mình cũng cúng dỗ. Vậy thì vị tổ đó có siêu chưa mà cúng dỗ? Thì nhớ là tất cả cái đó chỉ là một sự tưởng niệm, để cho con cháu không quên nguồn, quên cội thôi. Chứ không làm gì hết thì coi như con cháu mình nó mất hết, phải không? Thí dụ như ở đây nè, một tháng nào cũng có cái long weekend hết, tháng nào cũng có một cái lễ đặc biệt hết. Nếu lễ đó không được long weekend cũng là một cái lễ. Ví dụ như Valentine Day, nó cũng không phải là một cái ngày lễ mà được nghỉ toàn quốc, không? Nhưng mà phải đặt thành một ngày để làm chi? Để mọi người còn nhớ đến cái ngày lễ tình yêu. Nếu mình có một người yêu thì nhớ đến họ, mua cho họ bó hoa, tặng món quà. Đó là một sự nhớ, không phải là rốt cuộc rồi cả năm mình không nhớ. Nhưng mà nếu lỡ người nào cả năm không nhớ thì cũng còn ít nhất ngày đó nhớ. Nhiều khi vợ chồng sống nhau vậy mà cha mẹ anh em gì mà quên luôn ngày sinh nhật. Đó, mà mình nhớ được ngày sinh nhật ta, cái tự nhiên ta vui. Cho nên con cái mà nhớ tới cái ngày sinh của mình, làm một cái gì nhỏ nhỏ cho mình thôi, cái đó cũng là một cái niềm vui. Tại vì biết rằng người đó còn nhớ tới mình. Thì thôi thì cái việc mà mình đã tự tại rồi thì đừng quá ngại gì cái chuyện ai cúng quải mình, ta làm gì đó ta làm. Chuyện mình đi tự tại thông dong cứ đi. Còn ai muốn làm gì đó để có một sự tưởng nhớ. Nhưng mình cũng dặn làm cái gì cho gọn gàng. Như gần đây quý hòa thượng của mình, một số quý vị tịch, các ngài để lại những cái di chúc làm đơn giản. Hòa thượng ở đời Việt Nam mình mới viên tịch một vị đó. Vị này cũng là một trong những vị mà luật sư trong Phật giáo đó, tức là nghiên cứu giới luật, tinh chuyên về giới luật. Ngài tịch năm ngài 84 tuổi. Và ngài cũng không cấm cản làm những gì, mà ngài chỉ dặn là làm ngắn ngày, đơn giản, không vòng hoa, không có ghi sổ tang, làm cho gọn. Thí dụ vậy, đơn giản vậy thôi. Thì còn sao lại thì mình để cho các vị, người ta có cái sự tưởng nhớ. Như Hòa Thượng Quảng Hà Độ vậy đó. Khi ngài tịch thì ngài cũng dặn là sau khi xong rồi thì cúng 49 ngày rồi thì đem tro cốt của ngài rải ra sông, không xây tháp không gì hết. Đại khái là vậy. Cho nên mình có cho nội tạng là điều tốt, nhưng đã cho thì phải cho người ta ăn cho được. Có phải không? Mình cho rồi mà đợi tới 8 tiếng tụng nữa rồi đeo tôi cứ ngắt rồi, hay là nó hôi thối, nó hư rồi, nó ngưng rồi, làm sao dùng được nữa. Thì cũng giống như ngoài đời thôi, mình không cho người ta ăn thôi, cho phải cho người ta ăn được, phải không? Thí dụ món đó nóng cho người ta ăn, món đó làm sao phải cho người ta ăn đúng vậy thì nó mới gọi là đúng cái nghĩa cho. Đợi khi nào ăn không được mới đem lại cho thì người ta cũng nhận, nhưng mà người ta không có vui, và thậm chí người ta còn buồn mình nữa. Thà đừng cho mà cho tôi như vậy tôi buồn lắm. Thí dụ vậy, có một sự khinh suất. Đó là ở ngoài đời. Thì trường hợp đây cũng vậy. Nếu chúng ta đã ký cho thì nhớ là chết là phải làm liền. Vì trong khi nó còn đủ cái... Quý vị biết á, những người mà người ta thay thận á, là trong khi chờ đợi thận là không được đi đâu. Có người nào cho thận là lập tức nhà thương phone là trong mình phải đi vô liền để mà thay liền. Tại vì chờ là không thể sử dụng được. Đó, cho nên có những trường hợp như vậy. Có một lần một chị Phật tử mình nó để bệnh đó, trong vòng 24 tiếng mà là cái máu đó ở cả cái tỉnh Alberta mình không có, mà phải ship từ ở một tỉnh khác về. Mà ship như thế nào, trong khoảng thời gian bao nhiêu tiếng là nó phải về tới đây. Mà rốt cuộc đưa vô cũng không hợp, cũng không sử dụng được. Mặc dù máu còn tốt, nhưng người đó quá yếu rồi, không còn kịp để tiếp nhận cái đó nữa.